Rồi chúng ta sẽ sang chương số 2, đặc điểm khí hậu và thủy văn Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bài số 6, đặc điểm khí hậu. Bể hậu thì chúng ta sẽ tìm hiểu được đặc điểm của khí hậu Việt Nam, ở trên đây khí hậu nhiệt đới gió, nhiệt đới ẩm gió mùa Việt Nam. Thứ hai là chúng ta sẽ chứng minh được sự văn hóa của đa dạng của khí hậu Việt Nam. Rồi bể hậu Việt Nam thì chính chất nhiệt đầu tiên đó là chất nhiệt đới ẩm. Rồi các đặc điểm cơ bản. Thôi gọi đi. Về chính chất nhiệt đới ẩm thì đầu tiên đó chính là các chính chất nhiệt đới ẩm phải được hiện qua các yếu tố bức xạ. Rồi cái nhất là lượng bức xạ tổng cộng ở trên thế giới nước ta lớn và căn cơ bức xạ luôn luôn dương. Căn cơ bức xạ trên tầm Nam luôn luôn là dương. Thứ hai, độ trung bình trên cả nước đều trên 20 độ. Trên vùng núi cao. Vùng núi cao là hiện nay nó dưới 10 độ. À, ví dụ như vùng miền Bắc Việt Nam hiện nay đang dưới 10 độ. Bây giờ đang Hà Nội đang 4 độ. Và tăng dần từ Bắc vào Nam, mà số giờ nắng nhiều là khoảng 1.400 đến 3.000 giờ một năm. Rồi hai, chính nhất ẩm được thể hiện qua yếu tố lượng mưa và độ ẩm. Rồi nước ta có lượng mưa rất là lớn, lượng mưa trung bình năm rất lớn là từ 1.500 đến 2.000 mm một năm. Ở những khu vực đón gió hoặc vùng núi cao thì lượng mưa trung bình là khoảng 4.000 mm một năm. Rồi cân bằng ẩm luôn dương. Rồi bạn nghe. Độ ẩm không khí cao là khoảng trên 80%. Rồi thứ hai, chính chất gió mùa. Rồi chính gió mùa được thể hiện ở hai gió mùa, đó chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. Rồi và hai mùa này được hình thành là một là Việt Nam chịu phạm vi ảnh hưởng của tín đồng băng cầu Bắc. Thứ hai, nước Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các khối khí hoạt động theo mùa. Cho nên đó chính là nguyên nhân dẫn đến tính chất gió mùa của Việt Nam. Rồi gió mùa mùa đông và gió mùa hạ. Rồi chúng ta sẽ phân tích hệ mùa này ha. Rồi bây giờ cho mượn sách xíu ạ. Rồi gió mùa mùa đông. Rồi bạn nhìn trong tài liệu coi gió mùa mùa đông là cái gì đây. Rồi gió mùa mùa đông là cái gió nào đây các bạn? Các bạn nhìn trên bản đồ hình sách trong một. Gió mùa đông là nó có màu gì vậy các bạn? Màu gì đây? Màu xanh dương. Gió mùa đông là nó đi hay mướn từ hướng đông, đông bắc đúng không bạn? Đông bắc đi xuống nha, đi xuống vào đông từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau rồi. Rồi đó chính là gió mùa đông. Và di chuyển nước ta, di chuyển mà ta hai hướng đông bắc xuống tây nam đây. Bắc xuống tây nam đây, hoạt động từ tháng 11 đến 4 năm sau và do tác động của khối khí lạnh từ hướng bắc và nó di chuyển xuống theo hướng đông bắc tây nam. Và gió mùa đông này thì nó tạo nên mùa đông lạnh cho miền Bắc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích thử nha. Rồi chúng ta sẽ làm cái này. Gió mùa đông. Rồi thứ nhất là nó sẽ tạo ở miền Bắc thì nửa đầu mùa đông thì có thời tiết lạnh khô là cái nhất. Rồi cái hai ở miền Bắc. Rồi ở miền Bắc. Rồi cái hai nửa sau mùa đông thì có thời tiết sau đây.
thời tiết lạnh ẩm, à thời tiết lạnh ẩm đúng không, thời tiết lạnh lạnh ẩm, và có gì không, có mưa phùn đúng không, mưa phùn rồi đó chính là cái phần gió mùa đông ở miền Bắc đúng không, rồi Bắc rồi cái hai là ở miền Nam rồi tiếp tục rồi cái mùa đông rồi riêng miền núi cao xuất hiện có sương muối, à riêng miền núi cao có sương muối, có sương muối rồi nha, không có nhìn cho mày đẹp đi. Rồi thứ hai, khi hổ về miền Nam thì gió mùa đông bị chặn lại ở dãy bạch mã, à gió mùa đông bị chặn ở dãy bạch mã là dãy ngăn cách giữa Huế với lại Đà Nẵng đúng không? Rồi vào đầu mùa hạ rồi xin lỗi rồi thứ nhất đó là tiến phong à tiến phong sẽ gây khô hạn, gây mùa khô ở Nam Bộ, à rồi nhất thứ hai à mùa khô Nam Bộ và Tây Nguyên thứ hai rồi và tiến phong gây mưa cho duyên hải miền Trung, cái này các bạn nghiên cứu thêm nha. Rồi đây là gió mùa đông, à rồi tiếp tục sang chúng ta sang gió mùa hạ. Gió mùa hạ gió mùa hạ thì nó hoạt động từ tháng 5 đến tháng 10, à và chịu tác động của khối khí nhiệt ẩm, trong khi đó thì ở gió mùa đông thì chịu tác động của khối khí lạnh đúng không, à đây như vậy là đây gì, chịu tác động của khối khí lạnh phía Bắc, đây là chịu tác động của tác động của khối khí nhiệt đới ẩm à đi theo hướng tây nam đúng. Rồi đầu mùa hạ rồi gió mùa tây nam rồi thổi vào nó gây từ áp cao Bắc ở Nội Dương vào gây mưa cho, rồi gió mùa tây nam gây mưa cho khu vực nào các bạn, gây mưa cho hai vùng nào ấy, gây mưa cho Nam Bộ và Tây Nguyên là chịu ảnh hưởng của áp cao Bắc Ấn Độ Dương. Rồi đó chính là rồi thứ nhất thứ hai rồi giữa và cuối mùa hạ sau đây rồi tiếp tục à gió mùa tây nam từ áp cao cận chí tuyến bán nam bán cầu hoạt động mạnh kết hợp với dãy hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn trên cả nước
ở nước do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và sức phát ra cao cận chí nam bán cầu. Rồi riêng ở miền Bắc. Rồi gió sẽ thổi theo hướng đông nam. Rồi chúng ta trở lại rồi cái mùa hạ. Rồi chúng ta xem ha, cái mùa hạ. Rồi ví dụ chúng ta khi thấy cái mùa hạ vào thì cái mùa đông vào thì ở miền Bắc nó lạnh, mà ở Bắc là nóng. Khi mà gió mùa đông bắc vào thì nó lạnh hay nóng? Mùa ở miền Bắc, ở cả Bắc là nó nóng, ở cả miền Bắc là rất là lạnh. Lạnh năm luôn á, lạnh có lúc là năm luôn á. Lúc mà ở Hà Nội là gì, 3-4 độ, học sinh nhập luôn á. Rồi riêng miền núi cao, riêng miền núi ví dụ như Ôi Hồ xuất hiện cái gì ạ? Xuất hiện cái sương muối và băng tuyết. Nhưng mà khi mà gió mùa đông bắc tiến sớm dậy Bạc Mã thì nó bị chặn lại, đúng không? Chặn lại. Và ở miền Nam thì gió tiến phong chiếm ưu thế, cho nên nó gây mùa khô ở Tây Nguyên. Cũng trong mùa gió đông bắc này thì ở miền Nam đang ở Tây Nguyên và Nam Bộ đang là mùa khô. Khi gió đông bắc thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ đang là mùa khô, và ở dưới cái miền Trung đang là mưa khi có gió mùa đông bắc. Gió mùa đông bắc là nhớ là gì không? Gió mùa đông là nhớ là gì? Một là ở miền Bắc là nó lạnh, rất lạnh. Thời đầu là lạnh khô, thời sau là lạnh ẩm, cái này không nói. Trong đó ở phía Nam thì gió mùa đông gây gì? Gây khô hạn cho Tây Nguyên và Nam Bộ và gây mưa cho Duyên Hải Nam Trung Bộ, đó chính là gió mùa đông. Rồi bạn nhớ vậy thôi, để mốt mà bạn đi đến những mùa đó, mà đi mùa đó cho một tháng nào đó thì bạn cảm nhận thì bạn thấy đó chính là gió mùa nào, đúng không? Mùa nào. Rồi cái hai đó chính là gió mùa hạ đây. Cái mùa hạ thì nó sẽ gây khi mùa hạ vô thì nó sẽ làm cho vùng Nam Bộ này nó mưa nó khô. Nhìn tài liệu mưa nó khô. Khi mùa hạ hổ vô thì vùng Nam Bộ và Tây Nguyên này là đang đông mưa hay là mùa khô? Mùa mưa. Nhưng mà đầu mùa hạ thì nó sẽ gây mưa cho vùng Nam Bộ và Tây Nguyên, nhưng đến cuối mùa hạ thì nó sẽ làm cho cả Nam Bộ và cả vùng Trung Bộ đó mưa lớn luôn, hiểu chưa? Tức là gió mùa hạ thì lúc thời kỳ đầu là chỉ có vùng Nam Bộ và vùng Tây Nguyên đang mưa lớn thôi, nhưng mà đến nửa sau mùa hạ thì sao, thì cả vùng đó là mưa lớn luôn, hiểu chưa? Rồi còn riêng miền Bắc là gió hậu đề hướng đông nam, chưa? Này sơ thôi. Rồi nghiên cứu thêm. Rồi và thời kỳ chuyển tiếp giữa hai mùa, khi gió mùa xíu thì chính mau bắt đầu hoạt động mạnh lên. Rồi đó là cái nhất. Cái thứ hai đó chính là khí hậu phân hóa đa dạng. Rồi nó có hai kiểu phân hóa. Rồi phân hóa Bắc Nam thì miền khí hậu phía Bắc, hội bắc là nhiệt đới gió mùa, ở Bắc ở đây gió mùa là mùa đông lạnh ít mưa, mùa hạ nóng mưa nhiều. Rồi trong đó ở phía nam nha, thì đại hậu dị hậu cận xích đạo gió mùa, cho nên là chỉ có hai mùa là mùa gì đó, mùa mưa và mùa khô, chính xác. Rồi đó là phân hóa bắc nam. Còn đông tây thì có sự phân hóa giữa hai dãy sườn núi là sườn núi dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam, cho nên là khác biệt về nhiệt độ, chế độ nhiệt và ẩm giữa hai sườn. Thường là ở sườn đông là sườn núi gió, cho nên là ở nơi đó là khí hậu rất là mát mẻ và mưa nhiều, trừ một số khu vực ở vùng phía bắc trung
Trung Bộ là Trường Sơn, Sơn Bắc. Rồi, riêng vùng Biển Đông thì khí hậu có tính chất gió mùa nhiệt đới hải hải dương. Rồi, riêng con hai độ cao thì hậu không hóa thành mấy đa cao, là ba đa cao được gồm đa gì? Đa nhiệt đới gió, gió mùa đai cận nhiệt đới gió mùa mà trên núi, trên núi cao mà đai ông đới gió mùa trên 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 núi. Rồi, đây là một số nét về phân hóa nhiệt độ cao này.